Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui, vui lắm quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn U70. Các bạn yêu quý Khánh Nguyễn, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và cũng không quên được, trước khi chia sẻ, mình gửi lời kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc, bình an trong mùa dịch. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái video mà nó có rất là nhiều cái hoàn cảnh chỉ vì đi nước ngoài. Và hôm nay mình chia sẻ cái video này là hai vợ chồng để con cái ở nhà gửi ông bà ngoại, ông bà nội, và cùng kéo nhau sang Đức đi làm thuê. Mà ở Đức kia thì những người mà không có giấy tờ ấy đi làm thuê thì nhận được cái mức lương rẻ hơn là những người có giấy tờ, và nhà cửa là phải tự lo mà không có thuê nhà được, phải nhờ người khác, người ta thuê, người ta đứng tên cho, rất là khó khăn vất vả các bạn. Nhưng mà hai vợ chồng đấy vẫn cùng đi làm thuê, và ngày qua ngày, tháng qua tháng, được vài năm ấy thì mình cũng không rõ là ông chồng ấy là bị về hay là ông ấy thích về. Thì ông chồng đã về trước, thì ông ấy ở, ông cũng biết là ở Đức ấy là phải có giấy ly hôn nhau thì mới lấy chồng, mới cưới người khác được. Còn nếu không ly hôn thì không cưới được. Nhưng có lẽ vợ chồng này không ly hôn, nhưng mà ông chồng về trước thì bà vợ ở lại. Các bạn biết không, đi làm thuê mà khéo lắm ấy, lúc nào cũng sửa soạn phấn son, móng tay, lúc nào cũng như là ca sĩ diễn viên ấy, rất là diện, rất là đẹp. Thì đã câu một cái anh chàng mà anh ấy đã có gia đình, có vợ, có con, hai đứa con này. Cuộc sống của người ta cũng rất là hạnh phúc, mà mình nghĩ là do người con gái khéo mồm và sửa soạn diện thì cái anh con trai này bao giờ nhẹ dạ cả tin. Cái cây này là cái cây gì đấy, quả sai thế nhỉ, quả sai này xong rồi nó rụng ấy, xe nó đi nó nát này. Mình thử dẫm một quả xem nó là cái gì. Thì đã phải lòng nhau, và cô vợ cô ấy cay quá, cô ấy bỏ anh chồng, cô ấy dắt hai đứa con đi. Anh chồng ở lại và sẽ sống với cái cô không giấy tờ này. Rất là khéo. Mà mình rất ghét những cái kiểu vợ chồng người ta hạnh phúc mà đi câu chồng người ta để cho gia đình người ta tan nát, chiếm chồng người ta. Thì bà vợ bà ấy đã chấp nhận, bà ấy dắt hai đứa con đi, bà ấy bỏ luôn, bà ấy không cần cái loại chồng ấy. Thì chồng đi nó cũng biết là cái cô này có chồng có con rồi, già rồi cũng không còn trẻ. Nhưng mà ở đời ấy nè, kiểu như là alo, cũng người mới ta ấy các bạn, cũng người mới ta. Ăn cơm nhà chán thì bây giờ phải ăn phở. Đấy nè, là cuối cùng là bây giờ là ở với nhau. Nhưng mà mình nghĩ ấy, cái mối tình nó không cái chính nghĩa thì cũng rồi đến một ngày cũng sẽ tan rồi, đúng không các bạn? Cho nên là các bạn nên nhớ một điều á, bạn ơi, trong cuộc sống không đơn giản,
trong cuộc sống không đơn giản một chút nào. Mong các anh đàn ông lúc nào cũng sáng suốt, nhưng mà hạnh phúc với cái gia đình đã có của mình. Đừng có để xảy ra những điều đáng tiếc. Rồi cũng có rất là nhiều trường hợp. Cũng có một trường hợp thì hai vợ chồng cùng sang, cũng không có giấy tờ, xong rồi cũng phải, cô vợ thì lúc đầu chỉ đi làm thuê thôi, đi làm thuê cho một người, nhưng sau này thì hai anh chị là đã ưng nhau. Và mặc dù người ta không có một cái gì mâu thuẫn nhá, mình cho là đây cũng chỉ là vì giấy tờ thôi, hai vợ chồng không có gì là mâu thuẫn cả, thì là cô vợ là lấy luôn anh chủ này mà mình làm thuê. Còn ông chồng thì chán quá về nước, ông chồng thì chán quá vì nước đấy, vì giấy tờ, vì nước ngoài mà gia đình tan nát, rất là đáng tiếc các bạn. Các bạn, cái cây này không phải nó chết đâu nhá, cây này là mùa đông nó không chịu được mùa đông, nó héo như này, nhưng mà đến mùa hè thì nó đâm chồi nảy lọc lên, chứ không phải nó chết đâu. Cho nên là mình thấy rất là buồn, rất là thương cho những cái cảnh đấy. Thì cũng như mình cũng vậy thôi, mình thì đi nước ngoài quá tin chồng, rồi chồng nó ở nhà nó cũng lấy con khác kém 18 tuổi, cũng vậy thôi các bạn. Đến bây giờ thì dù thế nào, nhưng mà cũng có người phụ nữ thì người ta đi lần thứ hai thì cũng sướng hơn lần đầu. Nhưng mà cái trường hợp ấy mình nghĩ là rất là ít. Mà mà phản bội như thế nè, cũng khổ. Và cái người vợ hoặc là cái người chồng phản bội nhau thì không tốt một tí nào. Nhưng mà mặc dù người ta có biết là không tốt ấy, nhưng mà người ta vẫn làm. Người ta thấy có lợi là người ta làm các bạn ơi. Có lợi là người ta làm. Mình dạy thì mình chết. Mình tin tưởng quá thì mình chết thôi các bạn, đúng không? Thế nào, nước ngoài nó cũng có 5-7. Không nhất thiết là phải đi nước ngoài mới giàu mới nhiều tiền các bạn. Ở trong nước cũng có rất nhiều người giàu và có nhiều tiền hơn là những người đi nước ngoài. Cái không phải là đi nước ngoài mới nhiều tiền, nhưng mà người ta thích ở Đức, không khí trong lành, cuộc sống bình yên thì người ta thích. Ở Việt Nam thì nó, mình không phải mình nói xấu Việt Nam, nhưng mà Việt Nam thì ồn ào náo nhiệt, cuộc sống thì nhiều lúc là cũng phải bon chen. Hoặc là có thể người ta thích nước ngoài, người ta muốn biết nước ngoài như thế nào. Nó cũng có rất nhiều những cái mà mình không biết được. Ngay như mình đây thì hiện tại bây giờ chả có tiền gì các bạn. Nhiều người tham gia cho mình bảo đi về Việt Nam sống. Về Việt Nam sống sướng. Chứ ở đây tiền thì không có. Một tuổi già buồn lắm. Về Việt Nam vui hưởng thụ, ngay cả em và cháu nhà mình, người nhà ở Việt Nam cũng bảo mình là về. Thì mình cũng còn để xem đó, suy nghĩ. Đây là cái cửa hàng trà sữa đây các bạn. Bây giờ cũng kém lắm mà, trà sữa của Việt Nam đây. Bây giờ cũng kém rồi. Đấy, nó cái nhạc cái réo rắt của cái người ăn xin, bực lắm.
Ok thì video chia sẻ ở đây nhé. Bye bye các bạn. Bye bye.